Chào mừng các bạn đến với buổi talk show nhận định trước giờ G số thứ 2. Và ở trong buổi talk show này thì chúng ta sẽ nói về nhận định cả khách quan cũng chủ quan của những đội tuyển mà được tham gia vào vòng loại của giải đấu 2023 Park Jong-bae Nations Championship, cũng như là đội tuyển được mời thẳng vào. Cùng với đó chúng ta sẽ có những phân tích chuyên môn đến từ bình luận viên Loki, người mà được mời thẳng vào vòng chung kết, đó là Silent của Bảo Nam United. Và phía xa xa đó là Cái Đầu Lạnh, người đã trải qua trực tiếp những diễn biến cực kỳ căng thẳng của vòng loại giải đấu 2023 Park Jong-bae Nations Championship. Vâng, câu hỏi đầu tiên thì tôi muốn dành cho người được mời thẳng vào vòng chung kết, đó là Silent. Không biết rằng là sau khi mà chứng kiến những cái diễn biến cực kỳ căng thẳng ở trong vòng loại thì Silent, em cảm thấy là em đánh giá sao về cái phần trình diễn chung của tất cả các đội tuyển, và bên cạnh đấy thì em ấn tượng của đội tuyển nào nhất? Về 12 đội tuyển đã được lọt vào vòng chung kết thì em nhận định 12 đội tuyển đấy có một kỹ năng khá là tương đồng lẫn nhau và sẽ là đối thủ nặng ký để cạnh tranh chức vô địch trong vòng PMNC đối với team em. Em ấn tượng với team nào nhất? Em ấn tượng với team Infinity IQ. Với Lạnh thì ở trong những diễn biến vừa rồi chúng ta đã trải qua là 15 trận đấu. Thì không biết rằng là sau 15 trận căng thẳng đấy thì em cảm thấy dè chừng nhất với những cái tên nào? Nếu mà vào chung kết thì em thấy Bảo Nam là đội tuyển cạnh tranh chức vô địch. Tôi chắc chắn tôi tương với bạn rồi. Tôi cũng tương với bạn rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo. Sau khi mà bình luận viên Loki cùng với Silent và cả Cái Đầu Lạnh đã chia sẻ về cái cảm nghĩ của mình sau vòng loại, thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chương trình phân tích những cái vị trí nhảy của các đội tuyển, để cả Infinity IQ và Bảo Nam United họ sẽ có những bước chuẩn bị trong vòng chung kết của giải đấu 2023 Park Jong-bae Nations Championship. Nào, đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đến với địa điểm nhảy của các đội tuyển trong map thi đấu San Hốc. Ở map thi đấu San Hốc này thì Infinity IQ vẫn sẽ là đội tuyển xuất phát điểm ở khu vực Narip. Trong đó với Bảo Nam thì ở trong vòng chung kết, liệu bọn em có thay đổi chiến thuật điểm nhảy không? Không à, như vậy vẫn sẽ là giữ Cam Alpha đúng không? Vậy là những người hàng xóm hiện tại đang ngồi rất gần nhau. Thì bây giờ tôi đang muốn được nghe cái chia sẻ của những người hàng xóm về nhau nào. Nhưng nếu mà bo về bên mạng resort thì chắc chắn là Bảo Lam sẽ không điều qua cầu với bọn em. Riêng về bo qua resort thì bọn em mất 3 thì hai y cũng phải mất 4. Hoặc là có thể về bo mà về rui thì hai y không vào. Mà bo mà về đỉnh núi đá thì hai y chỉ là chui lùi dưới những khu nhà thôi. Vâng, đây sẽ là vị trí nhảy của các đội tuyển đã ở trong vòng loại trong mắt của Iroengo. Thì theo như những gì mà tôi nhìn thấy thì Infinity IQ đang là đội tuyển khai thác cho mình ở trong khu vực Mita. Còn với Bảo Nam thì chắc chắn rồi, với mắt thiếu này họ sẽ không từ bỏ khu vực này của cảng Novo đâu. Lại một lần nữa thì vẫn là câu chuyện cây cầu cùng với những người hàng xóm. Thì ở trong mắt thiếu Iroengo này, tôi muốn nghe chia sẻ của Hai Y trước. Là không biết rằng với Hai Y thì các bạn đã bao giờ nghĩ đến câu chuyện là mình sẽ cam cầu chặn những di chuyển bò của Bảo Nam chưa? Nếu mà bên Bảo Nam mà có bướng thì bọn em chặn cầu ngay, không cho qua luôn, cho cụt luôn. Cái này là phụ thuộc vào thái độ đúng không? Còn với Bảo Nam thì câu chuyện qua cầu bây giờ sẽ như thế nào nhỉ? Khi mà phía bên kia thì đối thủ là cũng nghe chừng là cũng không hiền lắm. Thôi thì giờ phải ngoan thôi, biết sao giờ. Vâng, đến với câu hỏi tiếp theo thì đây sẽ là một câu hỏi mà tôi muốn dành riêng cho bình luận viên Loki. Sau khi trải qua vòng loại và chúng ta đã tìm ra được 12 cái tên xuất sắc nhất tiến đến vòng chung kết cộng với 4 đội tuyển khách mời, thì với 16 đội tuyển ở trong vòng chung kết thì bình luận viên Loki, bạn nghĩ và cho tôi xin 3 cái tên có khả năng cao nhất giành được chức vô địch ở giải đấu 2023 Park Jong-bae Nations Championship. Thực sự đây là câu hỏi khá là khó với mình, bởi vì là nếu mà nhìn qua về mặt trình diễn tại vòng loại của PMNC thôi, chúng ta không đánh giá được hết, bởi vì là
có khá là nhiều những đại diện đi từ lên từ cộng đồng và họ gọi là thi đấu một phần nào đó là vui, một chữ vui là chính thôi. Nên cái việc cái sự cân bằng tại vòng loại PMNC giữa các team về trình độ ấy nó chưa được chuẩn cho lắm so với cả vòng chung kết. Nên là có lẽ mình sẽ lựa chọn đại diện mà họ có kinh nghiệm từ trước đó. Đầu tiên sẽ là cái tên Bảo Nam United. Cái thứ tên thứ hai thì sẽ là Stuart X. Đây là một đại diện mà tôi nghĩ rằng họ có quá nhiều kinh nghiệm ở trong những cái giờ offline rồi. Cuối Bảo Nam cũng vậy. Hai cái tên chắc chắn kiểu gì tôi nghĩ rằng sẽ kiểu gì một trong hai tên sẽ có cái tên vô địch thôi. Và cái tên thứ ba thì tôi sẽ lựa chọn một đại diện gọi là không có nhiều kinh nghiệm thi đấu offline đi. Đó là Blade Warrior. Đây là một đại diện mà cũng đang khá là hứa hẹn, nhiều tiềm năng và họ đang có một cái lối chơi rất là khởi sắc tại vòng loại của PMNC vừa rồi. Nhưng không biết rằng họ có thể thiện và giữ phong độ tốt như vậy khi gặp lại những đại diện rất mạnh tại vòng chung kết hay không. Đó là lý do mà tôi đang băn khoăn. Đó, ba cái tên Bảo Nam, Stuart X với cả Blade Warrior. Thế nếu có thêm cái tên nữa thứ tư thì bạn sẽ chọn đội nào? Tôi vô địch. Và đó là những nhận định của Loki cũng như là các thành viên đến từ Infinity IQ và Bảo Nam United. Còn một lần nữa, mình là Quốc. Xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi Talk Show số này. Xin được gửi lời chào và lời chúc đến tất cả các đội tuyển tham dự vòng chung kết của giải đấu 2023 PUBG Mobile National Championship. Chúc bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Cùng đón xem những trận thi đấu hấp dẫn và cổ vũ cho đội tuyển mà bạn yêu thích tại 2023 PMNC trên hệ thống kênh của PUBG Mobile Esports nhé.